Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Thử Bốn Phương. Tôi là MC Bích Ngọc và sẽ đồng hành với các bạn chương trình hôm nay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về món ăn vô cùng quen thuộc với người dân Sài Gòn. Đó chính là cơm tấm. Ngay từ cái tên, chúng ta sẽ biết cơm nấu từ tấm. Cơm tấm rất đa dạng khi được nấu với trứng ốp la, cá, sườn, dù nổi danh với tên gọi cơm tấm Sài Gòn. Tuy nhiên, món ăn này rất đặc trưng nhiều tỉnh thành trên đất nước Việt Nam. Thời lượng đến đây là kết thúc. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại.